Hello mọi người, nhất là những chàng trai đẹp trai của tuổi Mậu Ngọ như mình ha. Những cái con người mà đầy tính thoải mái, đúng không? Ít câu nệ trong chuyện tiểu tiết này, giao tình thì thành thật ha, mà để rất là được lòng bạn bè, ha, dễ có người hợp tác trong làm ăn. Đây là video clip mà mình sẽ làm về tử vi của tuổi Mậu Ngọ đang sinh năm 1978 cho những năm cho năm Mậu Tuất 2018. Thì như đã nói ở những cái video mà về tuổi Mậu Ngọ mà trọn đời nam thì mình đã nói rồi, người người nam của người Mậu Ngọ là có tính tự lập, lạc quan, tự tin và cũng rất là nhiều tham vọng, có can đảm nhận trách nhiệm trong cái mọi cái sự khó khăn. Ở cương vị nào thì cũng làm việc nhiệt tình, nhưng hợp với vị thế chỉ huy lãnh đạo hơn là đi làm công như người khác, vì tự thân có nhiều sáng kiến, dễ thành công hơn trong cái lãnh đạo và người sáng tạo hơn là cái người mà thừa hành đi làm lại ha. Người Mậu Ngọ là như vậy. Người Mậu Ngọ thì vốn dĩ là người rất là đam mê nha, nhưng mà lại mau chán, tính thì hơi nóng, nôn nóng, nóng vội, một lúc có thể lẫn hai ba việc với nhau rồi không, nhưng mà cuộc sống cho nên là đầy sôi động và không phù hợp với công việc, cần sự kiên nhẫn lâu dài. Thì mà cũng biết rồi ha, về cái này là mấy anh rành lắm. Mình thất bại cũng chỉ chịu vì nhờ điều này và đã trải qua một cái thời tiền vận và đầy sóng gió, trung vận cũng đầy sóng gió rồi. Chúng ta bắt đầu bước qua tuổi này là tuổi, theo tuổi ta thì chúng ta là 41 tuổi, thì chúng ta sẽ phải có những cái nhận định tốt hơn và rõ ràng hơn để mà kiên nhẫn hơn trong làm ăn, cũng như là dè dặt hơn, không có nôn nóng, không có gọi là gì, tham vọng quá lớn, vừa đủ thôi mà mình thấy là như vậy. Tuy vậy là vật chất thì như đã nói là mình, dù là mình có thấy đi nữa thì mình vốn dĩ là những người giỏi, mà ngoài là những người giỏi cày cũng tốt ha, làm ăn cũng sáng kiến, khó khăn trong tiền bạc, không giàu như người ta thôi, chứ còn nói biểu là đói thì không thể nào đói được ha. Rồi mặc dù là ra đời được nhiều người quý mến mình nghe không, nhưng không thuận hợp với người trong gia đình, cái đó là hiển nhiên rồi. Mậu Ngọ từ trải qua tuổi này là biết rồi, một mình tự lập thì tự do hơn ha, tiền vận có nhiều khó khăn, trung niên thì rối, nếu không có rối rắm tình duyên thì sự nghiệp sẽ vững vàng, hậu vận thì mới sung túc được. Đó là tuổi của mình ha. Thì nếu như mà xét như vậy thì năm nay người tuổi Mậu Ngọ 2018 đối với năm 2018 Mậu Tuất thì chúng ta vẫn còn là năm tam tai, năm tam tai năm cuối à đó. Nhưng mà chúng ta có được năm nay năm Mậu Tuất 2018 thì Mậu Ngọ nam thì có là sao Thái Dương, sau này rất là may mắn và danh lộc thì rất là tốt, may mắn trong công việc và danh lộc rất tốt ha. Hạn thì bị tóm tắt, sẽ có cái trở ngại va vấp ở trong cái quan hệ và cuộc sống. Vận niên thì xa âm tĩnh, tức là rắn bị nhốt à, cho nên là cũng đừng có quá cầu mong là tốt. Câu tôi có xấu ha. Thiên thiên can thì mậu gặp mậu là đồng hàng quả ngọt, địa chi ngọ gặp tuất là tam hợp, mà có tam hợp thì người ta nói tam tập hợp hóa tam tai à, cho nên là mình sẽ đỡ được cái tam tai đi rất là nhiều ha. Vì nếu như mà xét tổng quan những cái như trên thì rõ ràng là chúng ta cũng có cái tốt và cũng có cái xấu, và chúng ta có tốt nhiều hơn xấu à, cái sao bổn mệnh là cái sao mà sao của năm là rất là ngon rồi, sao Thái Dương là tốt cho công việc làm ăn rồi, chúng ta gặp có tam hợp nữa, dù là tam tai mà tam tai năm cuối, tam tai năm nay là năm nặng nhất, năm năm Dậu đối với những người mà tuổi tuổi Mậu Ngọ là nặng, năm giữa, tam tai năm giữa là người Ngọ nè, thì bây giờ lại lại là năm xung nữa, cho nên là qua năm nay là gọi là thuận về về năm à, rồi thì nó quá ngon rồi, có gì nữa mà để mà phải ấy. Thì bây giờ chúng ta xét thử coi thử có kỹ nó được như vậy không à. Nếu mà xét về sao Thái Dương á thì rõ ràng là hôm nay gặp nhiều may mắn trong công việc, tính toán thì sáng suốt, mưu sự thì dễ thành, công danh tài lộc có phần tăng thăng tiến rất là tốt à, đỡ xui ha, nghe nghe khoái rồi.
Ngọ năm năm nay là thấy ghê gớm rồi, nghe này có chút tích cực để mà ráng đi vượt hết cái năm nay không? Danh lộc với thăng tiến, sao thái dương nó thuộc hành hỏa ha, mang nhiều điều tốt lành đến với mạng hỏa của mình, tại vì theo sao sao thái dương là hỏa nó rất là mạnh, mình là hỏa nữa, cháy bùng lên ha, ngon lành ha đó. Nhưng mà được con hạn là hạn toán tập thì nên phòng tai nạn xui rủi ở trong cái việc mà đi xe, cẩn thận khi lái xe và chốn đông người ha, coi chừng là vướng pháp lý, vướng kiện tụng về cái việc quạt là xe. Về 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 tiết trụ thì địa nay là năm nay là năm tam tai, sự nghiệp có nhiều thay đổi hay biến động lớn, nhưng gia đình sự nghiệp thì không có gì biến đổi, nó tốt, nó là có tam tai, nhưng mà do là năm tam tai năm cuối cho nên là sẽ nhiều rối rắm bất hòa trong gia đạo, và ốm đau tai nạn, đó là về tam tai ha. Vận niên xà âm tỉnh thì nó là cái này, đó là nó bất lợi, xà âm tỉnh thì nó bất lợi cho mọi dự tính mà khuất trương giao dịch lớn, tức là năm nay mình còn, năm sau năm một tức thì nữa nó dù gì nó vẫn còn trong tam tai, cho nên là bị hạn xà âm tỉnh nữa, cho nên nó sẽ phải khống chế của mình, đừng quá tham vọng, là mình mới vừa trải qua một năm rất là xấu mà cũng tham vọng cái bật nhảy lên lại được ha. Cái muốn có quá trời thì phải có quá trình ha, mình đáp xuống thì mình lấy cắt cánh lên từ từ, cho nên là năm nay năm năm một tức mà chúng ta cũng đừng quá tham vọng là làm lớn ha. Rồi đó. Nếu như cẩn thận nhất là phần giấy tờ hồ sơ, tránh việc mà phi phạm ở trên bàn giấy ha, sẽ có nhiều chuyện biến động. Rồi nếu như vậy phối hợp với các yếu tố mà trên á, đúng về mặt ngũ hành á, thì năm nay á, căn mậu thì thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, năm á, thì năm là năm năm mộc, thì nếu mà với hỏa thì mình mộc sinh hỏa mà là sinh nhật rất rất là tốt. Sẽ càng cho chúng ta mà có nhiều ha, rồi cũng sẽ cháy cháy bỏng hơn hơn ha. Nếu mà với những người mạnh mẽ như mình gặp năm mộc đó, cho những điều mà tốt đẹp đó, sẽ tăng lên rất là nhiều. Vừa được lửa mộc dưa năm mậu này, chữ mậu của năm mậu tức là hỏa nữa, làm cho mình cháy bụng, đúng không? Rồi gặp năm mộc nữa, rồi làm cho mình càng bùng cháy hơn nữa, thì chứng tỏ là năm sau chúng ta sẽ rất là tốt, tốt lắm luôn mọi người ha, mọi người nghe khai khoái rồi. Cho nên đó là gọi là cái gì, mình có sao chiếu mạng năm sau rất là lớn, rất là chói sáng, cho nên là cẩn thận để chuẩn bị hốt tiền ha. Như vậy sao chiếu mạng tốt nè, vận thế thì hòa bình, vận niên thì xấu, công việc làm ăn có phần vất vả nhưng mà sẽ ra tiền. Có thể nói đây là một cái năm là có tốt có xấu, tại vì vận niên của chúng ta là hạn của chúng ta là không tốt nha, nhưng mà cần nhất cứ là phải giữ tâm ý, gọi là vừa đủ, đừng quá tham vọng, tại vì nó có tốt có xấu mà, nói chung là tốt hơn năm nay rất rất, rất là nhiều. Năm nay là một cái năm gọi là bad bad year, đúng không, gọi là tiếng Anh là bad year, tức là nó rất là xấu rồi, thì năm tới thì chúng ta sẽ có nhiều thành công hơn. Năm tốt đó là một cái điều mà phải nói là thuận lợi cho chúng ta rất nhiều điều. Nếu như mà xét về mặt tử vi á, tiểu vận á, đi vào chúng ta năm nay 2018 chúng ta sẽ đi vào bại địa, về tử vi là chúng ta đi vào bại địa, bất lợi trong danh lộc và sức khỏe, đồng thời còn có khả năng chiêu cảm các sự chẳng lành do sao hạn tam tai gây ra. Cung tiểu vận á, có mã ngộ khốc, có mã ngộ khốc khắc thì bị tuần án ngữ, những cơ hội tốt, những sự giúp đỡ mà dành cho chúng ta sẽ giảm bớt đi rất là nhiều trong cái năm này, do là chúng ta đã bớt xấu rồi, cái sự giảm bớt chúng ta phải tự lực nhiều hơn, cái còn không có được sự giúp đỡ nhiều nữa, những cái sự mối quan hệ đó. Cung tiểu vận có mã ngộ khốc thì đó
với tuần triệt tại ngọ mùi lời ăn tiếng nói của mình thì cái năm nay là mình có cái lời ăn tiếng nói sẽ được cái nhiều cái sự bạn bè nó tin tưởng hơn và trong giao dịch làm ăn nó tin cậy hơn. Dù có sự chống phá cạnh tranh có người nói xấu mình đi nữa thì cái lời ăn tiếng nói của mình giải quyết vẫn được, tại vì năm này năm thuận, gọi là năm thuận với bình ha. Hạn thì có dưỡng này, bệnh phù, thiên hư, tế hóa là những bài kinh gây ốm đau tổn hại cho sức khỏe. À, cho nên là chúng ta cần phải để ý sức khỏe chúng ta nhiều một chút xíu ha. Năm năm sau vậy vậy chứ sức có tiền tài nhưng mà sức khỏe không có ngon lành đâu ha. À, cung mệnh thì có ngũ quỷ, công việc cũng như gia đạo nhiều rối rắm, tiểu nhân ám hại, bạn bè thì ganh ghét. À, nếu hùng vốn làm ăn trong năm này á, thì đừng nên cẩn thận, coi chừng bị người ta gạt. À, hạn thì có tướng linh, long, hồ, phượng, cái chủ về lợi lạc, công danh, lại thêm hóa pha lưu hạn, có khả năng giải trừ hung họa, đem lại may mắn. Tình trạng này sẽ giải hóa những cái sao hạn xấu ở trên. À, cho nên là có dù có xấu đi mấy nữa thì chúng ta vẫn bình an rồi ha. Vậy là ngon rồi. Nhìn chung á, các mặt năm nay á, thì đối với người năm Mậu Tuất 2018 thì đối với người nam Mậu Ngọ thì có tốt có xấu, tuy nhiên tốt rất là nhiều, xấu thì chỉ một phần nào đó thôi. Cho nên á, là chúng ta gọi là sẽ có một năm mà rõ ràng là thành công hơn năm 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 Dậu này rất là nhiều. Đó là những cái mà về công việc làm ăn. Còn về mà phía mà tình cảm gia đình thì năm 2000 Mậu Tuất vẫn là năm tam tai, cho nên là chúng ta phải để ý cái việc mà gia chạm trong gia đình, trong gia đạo nó sẽ có những cái chuyện mà nó không có vui. À, với là chúng ta với có Hồng Loan nè, thủy thần, lưu hạn thì có cưới gả cho con cái trong hoàn cảnh không thuận lợi khiến cho mình cảm thấy là không có vui vẻ. À, còn với thai kim lưu hạn, nếu trong nhà có người thai nghén nên cẩn thận nhiều hơn, tránh những việc bất trắc. Còn nếu như mà không có thì chúng ta kiếm một đứa người nào đó kiếm đẻ ra đi ha. Với tử vi có khóc hư hội, gia đình có người ốm đau, tiền bạc hao tán và phòng ngừa tai nạn cho bản thân. Quan hệ bên ngoài thì cẩn thận ha, dễ bị tiểu nhân gây thù oán hại ngầm. Thì nếu như mà đối với những anh mà đang trong tình trạng độc thân á, năm nay năm 2018 dễ phát sinh tình cảm với người khác phái, nếu không không khéo á, thì sẽ dây dưa, dễ sanh ra hiểu lầm, tai tiếng. Cho nên là năm sau là nếu như bắt cá mà một tay bắt hai ba con là coi chừng nha, sẽ có nhiều dịp người bọn họ là thiên mã là nắm trong trong cung rồi ha. Cho nên là sẽ năm tới là năm thành công, cho nên sẽ đi nhiều, rất là nhiều. Rồi nói chung thì về mọi mặt thì năm Mậu Ngọ năm 2018 Mậu Tuất thì là một năm tương đối thành công, có nhiều cái sự may mắn trong công việc cũng như gia đạo. Thì rõ ràng là như vậy, thì chúng ta để mà gọi là vượt qua được những cái năm tháng cái năm này, thì cái năm này là cực kỳ xui rồi, chúng ta khỏi nói rồi. Mấy anh cùng tuổi với mình là mình đã hiểu về tử vi rồi, mình cũng còn chết lên chết xuống không ngồi mấy anh đúng không? Thì hy vọng rằng đó là những cái năm, những cái tháng còn lại mấy tháng nữa, tháng 10, tháng 11, 12, tháng 10, tháng 10, 11 tới tháng 12 là coi như ăn chơi rồi, không làm gì rồi. Thì còn 3 tháng nữa thì chúng ta sẽ đón chào cái sự gọi là tươi sáng rõ ràng hơn ở trong cái vận niên của mới. Thì nếu như mà toàn thể trong năm á, thì mình sẽ coi như mùa xuân, như tháng giêng, tháng 2, tháng 3 thì công việc trở ngại nhưng chỉ tốn hao công sức ha, danh lộc bình thường, gia đình thì tương đối. Tháng 3 thì có may mắn,
nhưng đừng thấy lợi lớn mà quên cái sự hung họa mới vừa vượt qua ha. Cho nên là cẩn thận nha. Mùa hạ thì tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì tháng này thì làm ăn thì cũng tương đối à, lời nói sẽ được phát huy nhưng thành quả thì không như ý đâu. À, riêng cái tháng 6 là tài lộc rất là lớn, à, tài lộc rất là nhiều, phát triển rất là to tốt. À, rồi mùa thu tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì vị thế của cái tài lộc ở tháng 6 nó chuyển qua, cho nên là mùa thu là năm 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 này, tháng 7, tháng 8, tháng 9 đối với người năm Mậu Tuất, thì đối với những người Mậu Ngọ Nam thì làm những tháng rất là thành công, nhưng mà đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng, việc khó có người đâm sau lưng nhưng mà việc khó sẽ có người giúp để mình vượt qua. Rồi mùa đông thì tháng 10, tháng 11 thì có nhiều cơ hội tốt mà tài lộc tăng, trong phúc thì có họa, cho nên là càng có nhiều tiền lớn thì càng phải để ý cái họa phía sau, cái tiền nó mang lại cho mình, cho nên là cẩn thận ha. Đó là những gì mà cơ bản nhất mình có thể gọi là chia sẻ cho những người Nam Mậu Ngọ sinh năm 1978 đối với cái vận niên 2018. Chúc các anh là cố gắng vượt qua những cái tháng gọi là xấu của năm tam tai nặng tam ha, sao thái bạch, để chuẩn bị đón cái năm sao thái âm đầy may mắn và thành công. Mọi người nếu như mà xem video thấy hay thì xin bấm like và chia sẻ. Còn nếu như mà ai chưa đăng ký kênh Nam Ba Tử Vi thì đăng ký ở bên dưới để đón xem những cái tử vi phong thủy của các tuổi anh em bạn bè cũng như là người thân trong gia đình của mình sắp tới. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.